Thưa quý vị, tại Đồng Nai, sau các buổi giám sát trực tiếp tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai về thực hiện chính sách pháp luật đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022, chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai do đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh để đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, trong 33 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất trên 10,5 ngàn hectare, thì hiện có 31 khu công nghiệp đang hoạt động, một khu công nghiệp đang trong giai đoạn thu hồi đất và đầu tư xây dựng hạ tầng, một khu công nghiệp được thành lập vào tháng 7 năm 2023. Hiện Đồng Nai có 46 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu tư tại tỉnh, với số dự án còn hiệu lực gần 1,6 ngàn dự án, tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2020-2022 gần 4,7 tỷ đô la Mỹ. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, mặc dù ưu tiên những dự án công nghệ cao, sản xuất xanh, nhưng Đồng Nai cũng đang gặp khó khăn do quỹ đất bị hạn hẹp, do tỷ lệ cho thuê đã hết 86%. Với quỹ đất còn lại không nhiều, cộng với công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do cản trở về giá và sự đồng thuận của một số người dân. Đây là vấn đề mà Ủy ban Nhân dân đang tập trung để tháo gỡ. Bàn nhiều cái giải pháp, trong đó thì tập trung là về giá rồi về vận động người dân. Nếu như mà chỗ nào mà chúng ta thấy khó khăn quá, thì nếu mà nó nằm ở ngoài thì coi chúng ta thu hẹp cái khu nghiệp lại cho nó xong. Thì về cái vướng cái giải phóng mặt bằng thì thời gian tới thì Ủy ban tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo cho các địa phương để làm thế nào chúng ta tiếp tục hoàn tất cái nội dung này. Cái đầu tư nước ngoài là có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển nền kinh tế của cả nước, trong đó Đồng Nai chúng ta. Nên chúng ta muốn phát triển trong thời gian tới thì phải thúc đẩy doanh nghiệp nước ngoài có vốn đầu tư hoạt động tại Đồng Nai được mạnh mẽ hơn nữa, đầu tư nhiều hơn nữa, nhiều lĩnh vực sản xuất hơn nữa, doanh số lớn hơn, lợi tức lớn hơn. Qua khảo sát thì những kiến nghị cụ thể thì tôi không nhắc lại, nhưng rõ ràng vẫn còn những bất cập từ luật đầu tư nước ngoài, từ điều kiện giấy phép đầu tư cho đến sử dụng đất đai, rồi thời gian cho thuê, rồi đến việc sử dụng tài nguyên nước, cho đến việc là các liên quan đến luật lao động, giờ làm, rồi luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, rồi đến những vấn đề về môi trường, đặc biệt ở Đồng Nai là những vấn đề về an toàn giao thông. Cùng nhìn nhận những vướng mắc còn tồn tại, chia sẻ những khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp FDI và tình hình hoạt động của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Minh Cường đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về lĩnh vực FDI, hoạt động doanh nghiệp, những quy định về bảo vệ môi trường. Phải tạo mối quan hệ cởi mở, xây dựng niềm tin của doanh nghiệp đối với các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các cấp chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, các ngành thuế, hải quan tăng cường giám sát thực hiện các quy định theo lĩnh vực phụ trách, tránh tình trạng lợi dụng sơ hở để vi phạm pháp luật. Trong quá trình thu hút vốn FDI, cần giữ vững an ninh quốc gia và an toàn xã hội.